ta hãy sống một cuộc đời bình dị, giữa dòng đời cám dỗ và thị phi, bao gọi mời nhưng bình thản bước đi, thì cuộc sống chẳng việc gì vướng bận. Buông bỏ đi những oán hận tình thù là thoát ly khỏi mây mù tâm trí. Sống vị tha đó là một chân lý, đời sẽ đẹp khi suy nghĩ hanh thông. Sống nhẫn nhịn không phải là nỗi nhục, vì yêu đời lắm lúc phải cho qua, hơn thua chi để cuộc sống bất hòa, đời biết nhẫn là nhìn xa trông rộng. Trong cuộc sống cũng đừng quá mơ mộng, vì cuộc đời không giống những giấc mộng, sẽ dại ngờ khi trông chờ ảo tưởng, sống thực tế để ta trưởng thành hơn. Hợp vía thần tài, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, trời thương Phật độ tài lộc ùn ùn kéo về 100 tỷ, đổi đời cực giàu, trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Quý vị thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian, chỉ có những người phước dày mệnh lớn mới có đủ mạnh mẽ để đi qua mọi sóng gió, treo lái con thuyền sinh mệnh đi đúng hướng và gặt hái nhiều thành công như ý. Theo quan niệm tử vi số mệnh thấy rằng, tùy vào từng thời điểm khác nhau mà trong vận niên mỗi con giáp sẽ được nhận phúc họa khác nhau. Tại thời điểm này bạn bị hung tinh chiếu rọi, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng thời điểm khác lại phú quý lâm môn, bạc tiền vô biên, thu hái tiền tỷ của thiên hạ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mưa thuận gió hòa. Và trong năm Giáp Thìn 2024, con giáp tuổi Bính Thìn đã vất vả nhiều rồi. Từ đầu năm đến giờ liên tiếp gặp hạn do hạn thái tuế và tam tai gây ra. Nhưng bước sang tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch tới này, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, bất ngờ được ơn trên đoái thương, thần tài và quý nhân chỉ đường dẫn lối, làm đâu chúng đấy. Tiền bạc cứ ào ào chảy về nhà chất đầy két, giàu sang phú quý bùa vây. Nếu nắm bắt cơ hội tốt lần này, thì sự giàu sang sung túc sẽ bền vững cho tới tận cuối đời. Vậy, chi tiết vận trình công danh sự nghiệp của người Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch sẽ ra sao? Con giáp này sẽ gặp được những may mắn nào trên con đường công danh sự nghiệp và làm cách nào để trong 3 tháng này người tuổi Bính Thìn có thể đón lành tránh dữ, gặp nhiều may mắn, bình an đón lộc vào nhà? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Quý anh chị tuổi Bính Thìn thân mến, mỗi chúng ta đều phải trải qua tuổi trung niên và già cỗi. Sau nhiều năm làm việc hết mình, nỗ lực để có được cuộc sống đủ đầy, sung túc, ta cần nhận ra một số nguyên tắc sống phù hợp. Ở tuổi trung niên, bạn cần duy trì một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và giữ gìn sức khỏe ổn định, sự dẻo dai, minh mẫn. Hơn thế nữa, từ tuổi 50 trở đi, dù bạn có khoản tiền tiết kiệm ít hay nhiều, cũng cần duy trì 3 điều quan trọng dưới đây để đảm bảo cuộc sống ổn định. 1. Không tiêu tiền phung phí. Dù ở độ tuổi nào, đồng tiền đối với chúng ta đều quan trọng. Khi đã ở ngưỡng tuổi trung niên, những thông tuệ nhạy bén dồn hết vào nửa đời trước, chúng ta càng thấy sự quan trọng của đồng tiền. Những lúc đau ốm, sức lao động sụt giảm nghiêm trọng, nếu như không có tiền để trang trải cuộc sống, bạn dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi ở ngưỡng tuổi trung niên, bạn cần có kế hoạch chi tiêu đúng đắn, phù hợp. Bạn cần tự nhủ bản thân tuyệt đối không được tiêu xài phung phí, tránh tình trạng trở tay không kịp lúc bệnh tật ập tới. Ở tuổi ngoài 50, dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm để dưỡng già cũng không nên chủ quan và tiêu xài vô tội vạ. Thay vì cứ đổ tiền cho những việc vô thưởng vô phạt, chúng ta hãy chi tiêu đúng lúc, đúng chỗ và ở một mốc tài chính nhất định. Khi bạn già chưa chắc các con đã kịp thành đạt, giàu sang, vì thế, bạn không nên đặt gánh nặng tiền bạc lên các con, mà hãy chi tiêu phù hợp để hạn chế phiền toái. Nhiều gia đình, khi cha mẹ chi tiêu vô tội vạ, đặt gánh nặng tài chính lên con cái, còn dễ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. 2. Không tự ý cho người khác vay tiền. Vay mượn tiền xưa nay vẫn là vấn đề nảy sinh nhiều câu chuyện khó xử. Khi chúng ta có sức lao động, công việc ổn định, việc cho người khác vay tiền sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với người ở độ tuổi trung niên, việc tự ý giúp đỡ người khác nhiều khi sẽ rước họa vào thân. Thời điểm này, chúng ta không thể kiếm tiền giỏi như hồi còn trẻ. Số tiền mà chúng ta tiết kiệm là để phòng trường hợp đau ốm khẩn cấp, nếu như mang số tiền đó cho vay. Lúc bạn cần gấp chưa chắc người ta đã kịp trả lại. Nếu như có tài chính dư giả, đủ để giúp đỡ người khác, bạn cũng cần thẳng thắn nói với người ấy về thời gian vay nợ. Nhìn chung, bạn cần lường trước nhiều tình huống vì chuyện tiền nong rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Đừng để lòng tốt của bạn lại là thứ khiến bạn thiệt thòi. 3. Không dung túng cho con cái. Ở tuổi trung niên trở đi, chúng ta cần dạy dỗ con cái một cách triệt để chúng trở thành người có ích cho xã hội, sống tốt đời đẹp đạo, được người khác nể trọng. Nhiều bậc cha mẹ có tâm lý dung túng cho sai lầm của con cái, nên lớn lên chúng trở thành người hư hỏng, không có phép tắc, không có tình cảm. Bạn nên dạy cho con cái cách sống trách nhiệm với bản thân,
gia đình của mình, nếu cứ cưng chiều con quá mức, chúng dễ sinh hư và sống buông thả, không biết nỗ lực, cố gắng, không có trách nhiệm với cuộc sống. Vì vậy, cách giáo dục của bạn khi con khôn lớn đóng vai trò quan trọng. Đừng quên dạy con trở thành một công dân tốt, một thành viên hoàn mỹ trong gia đình và không cần sự quản thúc của ai vẫn là người tử tế. Và ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ phần tính cách vận mệnh của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Lại nói đông qua thì xuân tới như một quy luật tất yếu của thiên nhiên. 2024 là mùa đông trong bản mệnh của Bính Thìn, mùa của những mất mát, những suy tư, những mong muốn khó thành hiện thực, thì tương ứng 2024 sẽ là mùa xuân của Bính Thìn, mùa của sự phát triển, của sự đâm chồi nảy lộc, của sự đơm hoa kết trái. Bính Thìn không phải một người nông dân giỏi, trong 2024 là mùa đông, mùa của sự lụi tàn, Bính Thìn lại thích đi làm cái mới, thích khởi nghiệp cái lạ, vì Bính Thìn nóng tính, phải ngay và luôn, nên họ chờ được dù biết thời cơ chưa chín muồi, nên đành coi như là một năm đặt nền tảng cho 2024, Bính Thìn xây nhà từ cái nền móng đấy và đi lên. Rồng vốn là biểu tượng của sự cao quý, của sự hoàn mỹ, và đôi khi chỉ có trong tưởng tượng, Bính Thìn cũng vậy, đôi khi họ quá theo đuổi mơ to ước lớn, lý tưởng hóa hiện thực, cầu toàn thái quá mà quên đi mất sự hiện hữu của thực tại, họ sống ở trần mà như bay trên mây, phiêu du, lạc lõng, mãi không đạt được đến mục đích của mình. 2024 này, lưỡng mộc thành lâm, Bính Thìn là cái trụ chống trời, là cái cây trong rừng lớn, từ xưa tới nay cái cây đấy vẫn luôn đơn độc, một mình một cõi, chống lại gió sương. 2024 này Bính Thìn được ban thêm một cái cây đứng cạnh để lưỡng mộc thành lâm, hai cái cây thì tạo nên rừng lớn và khu rừng đấy chính là những mồ hôi nước mắt, vất vả của Bính Thìn tạo thành đó thôi. Mệnh bất phàm thì thử thách sẽ bất phàm, mệnh bất phàm đòi hỏi con người ta những tính cách bất phàm, mệnh bất phàm dẫn tới mong muốn bất phàm. Và mong muốn đã bất phàm thì khó khăn vất vả cũng làm sao có thể đơn giản đây. 2024 này, gió thổi nâng rồng bay cao. 2024 này, trời già cho Bính Thìn đổi màu khoe sắc, rực rỡ vàng kim. 2024 này, nếu Bính Thìn thua thì không phải tại trời, mà cũng chẳng phải tại đất, mà chỉ do bản thân Bính Thìn đã không phát huy được khả năng tiềm ẩn. Vậy nên, cho một lần trong đời, hãy sống cố gắng, nỗ lực và làm việc, hãy hít một hơi thật sâu, hãy thở một hơi thật mạnh. Hãy ngẩng đầu mà nhìn trời cao, biển lớn, rồi gió sẽ thổi cho Bính Thìn thẳng tiến mà bay cao. Chúc các anh chị tuổi Bính Thìn một năm 2024 rực rỡ màu hoàng kim. Tuổi Bính Thìn rất thoải mái linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bỗ bã với những người bạn thân thiết. Đó là đặc điểm tính cách trong con người của họ. Tuổi Bính Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà gây ra ảnh hưởng tới công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Bính Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Nếu Bính Thìn dự định bước chân vào khởi nghiệp thì chỉ cần một khoản kha khá là có thể dễ dàng đạt được ý nguyện, nên không cần lo lắng quá mức. Con giáp này cũng đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp. Quý nhân luôn song hành để kịp thời uốn nắn và chỉ dẫn bạn đi đúng đường. Bản mệnh không còn mê muội và cố chấp với những sai lầm trong quá khứ, đã biết phân biệt đúng sai, phải trái và luôn không ngừng tìm kiếm cho bản thân một sự đột phá. Dù đôi khi cường độ làm việc gấp gáp, kèm theo áp lực dồn nén, nhưng cũng chẳng thể làm khó được con giáp này. Bản mệnh biết cách lên kế hoạch làm việc hợp lý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mọi sự đều hanh thông. Công việc tiến triển dễ dàng, chỉ cần bạn bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản cực đậm. Tiền bạc luôn rủng rỉnh trong tay. Ngoài ra, nếu như tập trung phát triển bản thân, thì tuổi Bính Thìn có thể về nghỉ hưu sớm, tận hưởng cuộc sống an nhàn. Nhà cao cửa rộng, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu tiền bạc, tiền cứ hết lại có, vơi lại đầy. Tuổi Bính Thìn có thể tạo thói quen tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Bạn không cần bắt bản thân luyện tập nghiêm túc ngay từ đầu, bởi dễ chán nản mà bỏ cuộc, đôi khi chỉ cần 5 đến 15 phút, rồi tăng dần thời gian lên. Khi bạn đã quen hãy bồi bổ sức khỏe thể lực cho mình để tránh xa bệnh tật. Hãy hạn chế thói quen ăn nhiều đồ ngọt, uống nhiều nước có ga thì Bính Thìn cần phải hạn chế bớt đi. Người tuổi Bính Thìn vốn được biết tới là những người sống hài hoa cô duyên ăn nói hiếm khi làm mất lòng ai. Nhờ thế mà con đường tiến thân của họ khá rộng mở. Bính Thìn có khí chất hơn người, công danh sự nghiệp tài lộc dồi dào, gia nghiệp vững vàng, đức cao vọng trọng, thông minh tài giỏi, quyền lực nắm trong tay. Bính Thìn 1976 là du long ngọa hải, chuyên làm việc lớn, tính cách quyết đoán, thẳng thắn kiên cường.
có thể vượt qua mọi khó khăn, tự mình tạo nên uy quyền cho mình, công danh sự nghiệp đủ đầy thăng tiến ầm ầm không gì cản nổi. Bính Thìn có nhân duyên tốt, tạo được mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ích nhiều cho cả công việc và cuộc sống. Đây là người có tài lãnh đạo, có thể thông soái vạn người, tuy nhiên thì tính tình có phần cổ quái, nóng nảy dễ tức giận, độc đoán chuyên quyền luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tính thay đổi bản thân thì con đường phía trước có nhiều trắc trở muộn phiền. Tuổi Bính Thìn nếu như sinh không đúng giờ cát lành thì cuộc đời có nhiều trắc trở về sự nghiệp khó khăn bủa vây, như rồng mắc cạn, như hổ xuống đồng bằng. Bính Thìn tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng có may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công, cha mẹ anh em không giúp đỡ được nhiều, tuy rằng học hành giỏi giang thông minh lanh lợi, nhưng lại chẳng được thần may mắn đoái thương. Tài lộc dễ bất ổn, khi thăng khi trầm, tuy rằng không lo chuyện cơm áo, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển, kể cả có thăng tiến thì cũng không giữ được phong độ lâu dài. Tuổi Bính Thìn nếu sinh vào giờ tốt thì thông minh đỉnh ngộ, lo sự chu toàn dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực. Bất cứ chuyện gì người này cũng cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Cuộc đời hạnh phúc thành công, tài đức song hành trí tuệ hơn người. Họ may mắn được anh em bạn bè giúp đỡ hỗ trợ rất nhiều, cũng là người vượng vận quý nhân, đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, chỉ cần đề ra mục tiêu là nhất định sẽ đạt được. Tuổi Bính Thìn thích giao du bạn bè kết bạn bốn phương, ngao du bốn bể, họ có vẻ ngoài nho nhã điềm tĩnh, có sức hút rất lớn, họ có tài năng xuất chúng, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng có mực, được nhiều người yêu mến và kính nể. Họ thích gần gũi với thiên nhiên, đam mê xây dựng, yêu du lịch, chí hướng cao xa, tham vọng to lớn, có lộc về đường quan chức, được quý nhân phù trợ gặp hung hóa cát, dù làm chuyện gì cũng có thể thành công, tài lộc dư dôi. Tuy nhiên, nhiều lúc tuổi Bính Thìn cũng không có cơ hội để mà thể hiện bản thân mình, lại hay có kẻ xấu rình rập hãm hại làm lỡ mất thời cơ nên đành ôm hận. Bính Thìn cần phải rèn luyện thêm ý chí cho mình, kiên cường dám đương đầu với thử thách, dám nghĩ, dám làm thì thành công tất sẽ tới ngay khi. Xem tử vi tuổi Bính Thìn trong 3 tháng, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch nhận thấy, con giáp này sẽ vô cùng may mắn khi được quý nhân nâng bước, nhận lộc trời ban, đón vô vàn cơ hội đổi đời trong thời gian này. Vậy chi tiết cụ thể như thế nào hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, bước sang tháng 6, tháng 7 âm lịch, vận trình của người tuổi Bính Thìn khởi sắc mạnh mẽ, bất chấp dân gian có coi đây là tháng cô hồn. Bản mệnh lâm tượng bán hợp thái tuế, vận quý nhân vượng, mưu sự dù gặp khó khăn cũng được cứu giải, tài năng được phát huy mạnh mẽ, cơ hội thăng tiến rộng mở. Tài vận sáng, có nhiều nguồn thu nhập, tuy nhiên các khoản chi tiêu phát sinh nhiều bất ngờ khó lường trước, nếu bản mệnh có sự chuẩn bị lên kế hoạch chi tiết cụ thể vẫn tốt hơn. Chuyện tình cảm ngày càng được củng cố, đôi bên yêu đương mặn nồng, có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Dân gian quan niệm, trong tháng 7 cô hồn, không nên tiến hành các việc trọng đại, trong đó có cưới hỏi, nếu đã xác định tình cảm, hai bạn có thể tiến hành chọn ngày cưới vào tháng tới. Sức khỏe của tuổi Bính Thìn cũng không có gì đáng lo ngại, ngoài một số bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, ho hắng, ngoài ra, chú ý đi lại an toàn, đề phòng tai nạn bất ngờ do ngũ quỷ hung tinh gây ra. Về sự nghiệp, xem tử vi 2024 của 12 con giáp nhận thấy, sang tháng Nhâm Thân, tuổi Bính Thìn vượng vận khí, vượng quý nhân nên mưu sự dễ thành. Một khi đã hạ quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được, tinh thần làm việc dâng cao. Tuổi Bính Thìn lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh. Sự nghiệp, một vài hạng mục công việc tưởng chừng phải dừng lại vô thời hạn, khi được giao vào tay bạn nó bỗng được khơi thông, hứa hẹn thành quả tốt lành. Theo luận giải thì đây là thời điểm này rất cần có ý tưởng sáng tạo, suy nghĩ mang tính đột phá, dám làm dám chịu. Khi đã khóa mục tiêu, tuổi Thìn cứ thế tiến thẳng về phía trước, nếu có liều lĩnh một chút cũng không sao, miễn là nó vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Có điều nguyệt lệnh rơi vào đất dưỡng, vận khí vẫn còn khá yếu ớt, bản mệnh khó tránh khỏi khó khăn, giao cản bước đầu, nhưng được quý nhân tiếp sức nên kết quả cuối cùng vẫn khả quan. Lưu ý, ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh có thể gây ra những tranh chấp, xung đột giữa bạn và đồng nghiệp, có kẻ vì ghen ghét đố kỵ mà giở trò mờ ám sau lưng nhằm hãm hại bạn. Vì vậy hãy cẩn trọng trong từng việc mình làm và đừng quên theo dõi tử vi hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng trên kênh Minh Đường Tử Vi để luôn chủ động nắm bắt vận cát hung của mình quý vị nhé. Về tài lộc, tử vi tháng 6, tháng 7 năm 2024 âm lịch của tuổi Thìn chỉ ra rằng, cùng với công việc tiến triển thuận lợi, thu nhập của người tuổi Bính Thìn cũng tăng lên trông thấy. Trong tháng cả chính tài và thứ tài đều tăng, điều đó đồng nghĩa với việc bản mệnh có nhiều nguồn thu, không chỉ sống bằng đồng lương chính thức.
Sự xuất hiện của hữu bật trợ tinh mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này. Hãy tin tưởng vào quyết định, sự lựa chọn của chính mình. Đừng do dự quá nhiều khi cơ hội đến kèo sẽ tuột mất khỏi tầm tay. Tháng này bản mệnh kiếm được nhiều, nhưng chi tiêu cũng nhiều. Một số khoản phát sinh bất ngờ như sửa chữa, mua mới đồ dùng trong nhà, chi phí đi lại, du lịch. Cũng tiêu tốn của bạn một khoản kha khá, nên bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể rõ ràng để tránh tình trạng được đồng nào lại tiêu ngay đồng ấy. Lại có ngũ quỷ hung tinh mang tới dấu hiệu trộm cắp, cướp giật, tuổi Thìn đi đứng thận trọng, hạn chế mang theo nhiều tiền mặt, đồ quý giá khi ra ngoài. Xem lịch vạn niên và phi tinh tháng có bát bạch gặp cửu tử ở trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà, nơi làm việc, cần chú ý dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc hợp lý ở khu vực này. Có thể dịch chuyển những vật có kích thước to, nặng hoặc gây tiếng ồn ở đó nhằm đảm bảo từ trường phong thủy tốt, không tác động xấu tới tài khí. Bản mệnh có thể đặt một quả cầu đá phong thủy ở khu vực trung tâm ngôi nhà, phòng khách. Vật phẩm này mang tới từ trường tích cực, thu hút tài khí, giúp gia chủ gặp may mắn về tiền bạc. Về sức khỏe, trong tháng 6, tháng 7 năm 2024 âm lịch, sức khỏe tuổi Bính Thìn ổn định, thể trạng tốt, không mắc trọng bệnh nhưng khó tránh bị ốm vặt do thời tiết biến đổi thất thường. Đặc biệt là trẻ nhỏ, thời điểm này rất dễ mắc các chứng bệnh như cảm cúm, sởi, đau mắt đỏ. Phụ huynh cần hết sức lưu ý, hạn chế đưa trẻ tới nơi đông người để phòng bị lây nhiễm. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ảnh hưởng, dù công việc khá thuận lợi, song bản mệnh đôi lúc vẫn bế tắc trong suy nghĩ, tư tưởng không thông nên rơi vào tình trạng căng thẳng. Stress nhẹ nên giải tỏa bằng cách chia sẻ, trò chuyện nhiều với bạn bè, người thân, đi mua sắm để giảm áp lực cuộc sống cũng là cách hay, có điều khá tốn kém. Hung tinh này còn mang theo xui khí, tuổi Thìn có thể gặp tai nạn bất ngờ hoặc chấn thương về chân và tay, đi lại chú ý vấn đề an toàn giao thông để không hại mình và hại người. Theo phong thủy phi tinh, tháng này nhị hắc hung tinh bay vào hướng đông bắc, mang theo trường khí hỗn loạn, gây hại cho sức khỏe, khu vực này cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, nếu có thể, hãy đặt một chiếc hồ lô phong thủy ở đó để giải trừ hung hiểm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bản mệnh và gia đình. Tử vi tháng 8 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tháng 12 con giáp với tuổi Bính Thìn, bước sang tháng 8 âm lịch, bản mệnh lâm tượng nhị hợp thái tuế, vận trình vẫn trên đà thuận lợi. Tiến trình công việc diễn ra khá suôn sẻ, làm việc có đầu có cuối, nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ thành công. Sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn tìm cách hãm hại. Tuy nhiên, vận quý nhân khá vượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, bản mệnh không cần phải quá lo lắng. Vận trình tài lộc duy trì mức ổn định, các khoản thu chi cân đối, bạn có thể tích lũy một khoản tiền khá lớn để dùng cho tương lai. Có điều, cần cẩn thận với tiểu hao hung tinh, bởi anh chị có thể bị đánh rơi hay mất tiền của. Tình cảm lứa đôi có tiến triển theo hướng tích cực, người độc thân từng có nỗi đau tình cảm trong quá khứ, có cơ hội tìm được tình yêu mới, gia đạo yên ổn, có tin vui về chuyện con cái. Tinh thần tuổi Thìn phấn khởi là yếu tố quan trọng nhất giúp sức khỏe ổn định. Có điều, chú ý sử dụng dao kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương. Về sự nghiệp, tử vi tháng 6, tháng 7 năm 2024 tuổi Thìn theo lịch âm dự báo công việc tiến triển thuận lợi, có đầu, có cuối, gặt hái không ít thành công lớn nhỏ, bản mệnh mưu sự dễ thành, miễn là quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng. Đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt, sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến. Tuy nhiên, vận quý nhân của bạn vượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân không cần phải quá lo lắng. Với sự giúp sức của nhị hợp quý nhân, tuổi Thìn có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành kế hoạch, dự định đã mong muốn từ lâu, tính khả thi và tỷ lệ thành công cao. Trong tập thể hãy mạnh dạn thể hiện năng lực bản thân, tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để tạo bước đà thăng tiến cho mình. Xem lịch vạn niên và phi tinh tháng, có hai cát tinh là lục bạch và bát bạch ở hướng đông nam. Đây được coi là phương vị vượng vận khí và tài khí, bản mệnh nên mang thêm cây xanh hoặc thiết kế tiểu cảnh, hòn non bộ nhỏ để kích vượng nguồn năng lượng tích cực ở khu vực này, rất có lợi cho các mối quan hệ xã giao và sự thăng tiến trong công việc. Về tài lộc, coi tử vi phương đông, cùng với công việc ngày càng thuận lợi, tài lộc của tuổi Bính Thìn cũng có xu hướng khởi sắc nhưng vẫn chưa thực sự mạnh và rõ ràng. Nhìn chung, tháng này chính tài vẫn ổn định, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là từ công việc hiện tại của bạn, thứ tài tăng lên đôi chút, lợi cho các công việc kiêm nhiệm hay dự án đầu tư. Nếu có thể thu xếp thời gian hợp lý, bản mệnh có thể kiêm nhiệm thêm các việc ngoài luồng, thu nhập cũng không tồi. Tuy nhiên, cần phân biệt việc chính, việc phụ, đừng để hiệu suất công việc bị giảm sút. Trong tháng có tiểu hao, chủ hao tám tiền của xuất hiện,
Bính Thìn chú ý quản chặt túi tiền, tránh tình trạng bị đánh rơi hoặc mất trộm. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán tự do, bạn cũng có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, khoa học, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay. Có tích lũy số vốn lớn để mở rộng làm ăn, theo dõi tử vi hàng tháng trên kênh Minh Đường Tử Vi để được tư vấn hữu ích về tài chính quý anh chị nhé. Về sức khỏe. So với tử vi tháng 6, tháng 7 năm 2024 âm lịch, sang tháng Quý Dậu, sức khỏe của tuổi Bính Thìn có sự cải thiện đáng kể, tinh thần phấn khởi là yếu tố quan trọng giúp thể trạng ổn định lâu dài, đặc biệt là trong mùa thu, thời điểm mà dễ gợi cảm xúc buồn thương, nhất là với người già, khi tuổi đã xế chiều, người trẻ cũng vì cảnh buồn người chẳng thể vui, nên tâm trạng dễ bực tức, cần chú trọng cân bằng trạng thái tâm lý, giữ tinh thần lạc quan yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Ngoài ra, mùa thu cần chú ý dưỡng sinh bằng nhiều biện pháp, kết hợp việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết, theo nguyên tắc dưỡng ẩm chống khô hanh. Về ăn uống, nên ăn tăng chua giảm cay, về thói quen sinh hoạt, nên ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục, về chế độ tập luyện, nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động mạnh kẻo bị chấn thương. Ngoài ra cần lưu ý, trong tháng có thiên hình hung tinh ảnh hưởng, tuổi Thìn chú ý sử dụng dao kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương, bị thương tật, chảy máu. Quý vị thân mến, trong phần cuối video ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện về lòng từ bi, một anh lính Mỹ được trả về từ chiến trường Việt Nam. Từ sân bay San Francisco, anh điện thoại về cho cha mẹ anh và báo tin rằng, con đã về rồi, con xin có một thỉnh cầu, con muốn dắt theo một người bạn đồng hành cùng về nhà mình, dĩ nhiên là được. Ba má anh đáp, ba má rất vui mừng được gặp bạn con, người con lại tiếp tục, nhưng có một việc con cần phải thưa trước cho ba má rõ. Bạn con đã bị thương từ chiến trường Việt Nam, bị mất đi một cánh tay và một cái chân, hiện tại bạn con chẳng có nơi để nương tựa. Con muốn đem bạn về cùng sinh hoạt chung với gia đình mình, con ơi, thật là điều đáng tiếc, có thể chúng ta giúp tìm một nơi cho nó được an thân sinh sống. Cha anh lại nói tiếp, con ạ, chắc con chẳng biết là con đang nói gì phải không, như bạn của con là một người tàn phế, hẳn là chúng ta phải mang một gánh nặng trách nhiệm lớn đó con. Chúng ta lại phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của chính mình trong tương lai, không thể vì nó mà làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia đình mình. Ba đề nghị với con là hãy về nhà trước và hãy quên người bạn đó đi, tự nó nhất định cũng sẽ tìm được một nơi dung thân mà con. Nói xong ông liền cúp điện thoại, từ đó hai ông bà không nhận được tin tức gì từ người con nữa. Vài ngày sau hai ông bà nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco báo cho hay là con trai ông đã nhảy lầu tự sát, thế là hai ông bà gấp rút bay qua San Francisco nhờ cảnh sát đưa đi nhận diện di thể của con mình. Đúng rồi, chính là con mình đây, không sai, điều hết sức ngạc nhiên ở đây là con trai của mình, tại sao lại chỉ có một cánh tay và cũng chỉ có một cái chân mà thôi. Vâng thưa quý vị, với những người không được khỏe mạnh hoặc có khiếm khuyết trên cơ thể, chúng ta thường khó chấp nhận, khó chịu, thậm chí là tỏ thái độ xa lánh. Biểu hiện như vậy thể hiện trong lòng chúng ta đang có sự ích kỷ xâm chiếm và vô tình chúng ta đã mang lại cho những người ấy nỗi đau về tinh thần. Họ không chỉ phải chịu đựng nỗi đau về thể xác mà còn phải chịu những vết cứa trong tâm hồn cho chính những người bình thường như chúng ta tạo nên. Thế nhưng, không may chúng ta cũng lâm vào tình trạng như họ, thì họ lại sẵn sàng mở lòng đón nhận và thấu hiểu được nỗi đau của chúng ta, không xa lánh, không kỳ thị và không hề có thái độ nhạo báng lại. Mỗi đêm trước khi vào giấc ngủ, ta hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác để dụng tâm mà hiểu về đối phương. Mỗi một con người đều có tàng ẩn trong tâm một món đồ quý giá thần kỳ. Đó là lòng từ bi. Bạn không thể biết lòng từ bi có từ đâu, nhưng bạn biết chắc rằng chúng sẽ mang lại cho bạn những món quà, những niềm vui, niềm hạnh phúc vô giá. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe những chia sẻ ngày hôm nay. Kính chúc cô bác cuộc sống luôn bình an và may mắn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong các chương trình sau.